Xin chào tất cả các độc giả của tạp chí đẹp, mình là Amy. Amy là một cái nickname mà Aiden và cả ekip đã đặt cho mình từ 2 năm trước. Theo My nghĩ thì hình như nó là Aiden và My thì là My thì ghép lại thành Amy. Và đấy là một cái tên khá là hay mà My rất là thích. My không tiết lộ được, thực sự. Thật ra thì là số đo 3 vòng của My thì là 80, 60 và 90. Thường thường ấy, My make up ra ngoài đường, My chỉ dậm phấn và đánh son và đánh má hồng và kẻ lông mày thôi. Và nếu mà kiểu make up thì My nghĩ là trong trẻo nhẹ nhàng. Món đồ mỹ phẩm mà không thể thiếu là son dưỡng. Bởi vì là My có thể không đánh phấn, không kẻ lông mày, không đánh son, nhưng My phải có son dưỡng để kiểu My lúc nào My cũng phải cảm thấy môi nó không bị nứt nẻ ấy, và lúc nào nó cũng bóng hồng nhẹ nhàng cũng được ấy. Hình tượng theo đuổi của My hiện tại thì baby cute nhưng vẫn cool. Jenny Blackpink. My sẽ xin chữ ký là đầu tiên và cái thứ hai là My sẽ nói là Jenny, I love you, I could die for you. My sẽ bảo là anh không phải là đường của em nữa rồi. Thật sự là quá sức tưởng tượng và quá hơn cả những gì My kỳ vọng luôn ý. Và mong rằng là mọi người vẫn sẽ yêu cái bài hát này và tiếp tục ủng hộ cho bài hát này đến khi bài Đen Đá Không Đường ra mắt ạ. Không, cái này bí mật. Tất cả sự sáng tạo của anh V-Ray nhưng mà cool mà. My nghĩ là My sẽ tránh xa cái điện thoại, My sẽ không cầm lấy cái điện thoại và đọc comment của mọi người. Ca sĩ, thật ra là độ tuổi bây giờ của My thì My vẫn hơi lo ngại về vấn đề đấy, bởi vì là My mới có 19 tuổi thôi và việc diễn bar thì ba mẹ cũng như là công ty vẫn từ chối những cái lời mời diễn bar đấy, không cho My tham gia. My sẽ là ok, nhưng mà nếu mà bạn thích tôi thật thì ông cũng không sao cả, nhưng mà đừng quá ấy ạ. Baby shark, Nami shark, do 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 do. Ngủ em đã ngủ chưa? Bài này bố My hay nghe cực. Kill this love, My không nhớ tên bài này. Next. Hết rồi à? Be pretty, be gentle, and be smart. Amy cảm ơn tất cả các độc giả của tạp chí đẹp đã đón xem và lắng nghe Amy chia sẻ. Bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé. Bye.